có một cái kỷ niệm rất là đặc biệt đối với không chỉ mình và đối với cả nhân viên trong khoa. Đó là mỗi một lần mà bác tập luyện để cho đôi chân của bác dẻo dai thì bác có hát bài hát về Bắc Sơn. Bắc Sơn nơi đó xa trường xưa, Bắc Sơn đầy núi rừng trên khu. Bắc Sơn, Bắc Sơn, Bắc Sơn đầy núi rừng trên khu. Căn phòng bệnh này chỉ vỏn vẹn chưa đầy 16 mét vuông, nhưng ngày hôm nay bỗng tĩnh mịch, trống trải đến lạ thường. Chiếc ghế này vẫn còn nguyên tại đây. Hình ảnh Tổng Bí Thư vẫn ngồi mỗi buổi sáng để lặng lẽ ngắm nhìn ra cửa sổ như vẫn hiện hữu nơi đây. Chiếc bàn làm việc vẫn còn nguyên những tờ báo, cũng là thói quen thường ngày của Tổng Bí Thư bên giường bệnh. Những hình ảnh đó nay chỉ còn lại trong ký ức của những cán bộ y bác sĩ, khoa chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương thuộc Bệnh viện Quân đội Trung ương 108. Cảm thấy như là mất đi một cái gì đó rất là thiêng liêng. Ngay kể cả khi bác đã đi rời xa khỏi căn phòng này rồi, mà chúng tôi có trở lại đây và những ngày hôm sau, những đôi mắt vẫn hướng về căn phòng. Thấy cảm giác lúc đấy chúng tôi thấy rất là buồn và cảm giác có một cái gì trống vắng lắm mà không thể tả được. Ai cũng thấy rằng là không hiểu làm sao trong người nó có một cái cảm giác gì hụt hẫng lắm, không thể tả nổi. Nhưng mà thật sự là thương tiếc, và chúng tôi không làm gì để hơn được để mà kéo dài cuộc sống của bác. Giản dị, mộc mạc, gần gũi, thân thiện không chỉ là những ấn tượng sâu sắc trong lòng những y bác sĩ đã tận tụy chăm sóc vị lãnh đạo cao nhất trong Đảng những ngày tháng cuối đời, mà tinh thần làm việc hăng say, tận tụy vì nước, vì dân đã trở thành bài học quý giá cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện khi được chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt. Nhân viên ở trong khoa thì bác nhớ tên hết. Bác thường còn hay hỏi thăm chúng tôi là chồng làm ở đâu, rồi là con cái học hành, các cháu học lúc mấy, đi làm có xa không, nhà ở đâu. Cứ như là một người ông, người cha trong gia đình hỏi han con cháu mình ấy. Cán bộ nhân viên Bệnh viện Quân đội 108 luôn luôn đặt một cái tình cảm rất là trân quý, kính trọng, rất là gần gũi. Không phải vì là một người lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng mà cho mình ở một cái vị trí cao. Và đó chính là bài học đầu tiên mà mỗi cán bộ nhân viên của Bệnh viện Quân đội 108 và đặc biệt các đồng chí lãnh đạo và cá nhân tôi là giám đốc bệnh viện thì tôi cảm thấy rằng đấy là bài học lớn nhất. Một đồng chí Tổng Bí Thư giản dị, trách nhiệm, kiên cường vượt qua những cái khó khăn về sức khỏe để cống hiến. Dù đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng nhưng Tổng Bí Thư vẫn luôn dành nhiều tình cảm, quan tâm đặc biệt đến ngành y tế. Đây cũng là động lực để đội ngũ y bác sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, lương y như từ mẫu, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.